khi miền Bắc bắt đầu đón những đợt gió mùa đông bắc đem theo cái lạnh se sắt thì Phú Quốc lại bước vào thời kỳ du lịch đỉnh nhất trong năm. Ngay lúc này, nhiều người đã sẵn sàng xách ba lô lên đường để được tận hưởng những ngày nghỉ dưỡng tuyệt vời trên đảo Ngọc. Để ra đảo Phú Quốc, máy bay và tàu cao tốc là hai phương tiện chính. Trong đó, đường bay từ các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh quốc tới Phú Quốc được cả ba hãng hàng không trong nước khai thác với tần suất hàng ngày. Phú Quốc có hai mùa, mùa mưa và mùa khô rất rõ rệt. Mùa khô thường diễn ra từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Khi miền Bắc đang trải qua mùa đông giá lạnh thì tại Phú Quốc, khí hậu lại rất mát mẻ, dễ chịu, không bị nắng gắt, ít mưa, rất phù hợp cho các hoạt động trên biển hay đi khám phá rừng quốc gia, tham quan đảo Ngọc. Nếu như biển trời trong xanh, yên bình ở Phú Quốc là liều thuốc bổ tái tạo năng lượng cho biết bao người sau những lo toan bộn bề cuộc sống thì ẩm thực nơi đây lại là cứu cánh của những chiếc bụng đói, thỏa mãn cả những người sành ăn nhất. Ẩm thực Phú Quốc có rất nhiều món ăn ngon, tiêu biểu nhất là các món hải sản tươi roi rói, gỏi cá trích, bún quậy, bún kèn, cơm chiên ghẹ. Ngay cả khi không có thổ địa dẫn đường thì du khách cũng dễ dàng thưởng thức các món ngon ở bất cứ nhà hàng nào trong chợ đêm Phú Quốc hay các quán bình dân. Còn nếu có nhiều thời gian khám phá hơn, bạn có thể tìm đến những lồng bè của người dân trên các đảo nhỏ và nhờ họ chế biến luôn với giá rất hợp lý. Bên cạnh đó, tiêu xanh, nước mắm truyền thống, rượu sim, mật ong rừng cũng là những đặc sản rất nên mua về sau những chuyến đi đến Phú Quốc. Một trong những điều góp phần đưa Phú Quốc từ một hòn đảo thưa vắng trở thành thiên đường nghỉ dưỡng, thu hút hàng triệu du khách mỗi năm chính là nhờ sự xuất hiện của những khu nghỉ dưỡng, khách sạn cao cấp với chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế. Đảo Ngọc hiện quy tụ những thương hiệu hàng đầu trong ngành quản lý khách sạn như Novotel, Best Western, Intercontinental, JW Marriott. Hầu hết các khu nghỉ dưỡng này đều sở hữu bãi biển riêng, những hồ bơi vô cực tuyệt đẹp tạo nên các điểm chụp ảnh không góc chết cho du khách lưu giữ khoảnh khắc vô cùng tranh giả. Nhiều khách sạn như Novotel Phú Quốc Resort hay Best Western Premier Sun Area Phú Quốc ở khu vực bãi trường còn được đánh giá là những nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất đảo Ngọc. Sau 15 năm xây dựng và phát triển, kinh tế đảo Ngọc Phú Quốc luôn đạt tốc độ tăng trưởng cao và duy trì ổn định, trở thành thủ phủ du lịch của cả nước. Riêng năm 2019, Phú Quốc đón hơn 3 triệu lượt khách du lịch trong và ngoài nước. Thành phố Phú Quốc khi thành lập gồm 9 đơn vị hành chính cấp xã, với 2 phường, P Dương Đông, P An Thới và 7 xã, Hàm Ninh, Dương Tơ, Gành Dầu, Bãi Thơm, Cửa Dương, Cửa Cạn, Thổ Châu. Chiều 9 tháng 12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết thành lập thành phố Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang. Phú Quốc trở thành thành phố đảo đầu tiên của Việt Nam. Theo tờ trình của chính phủ, Phú Quốc nằm trên vùng biển Tây Nam của Tổ quốc, tiếp giáp với Campuchia, Thái Lan. Huyện Phú Quốc được bao phủ bởi bờ biển dài với nhiều bãi biển đẹp nổi tiếng. Vùng biển Phú Quốc có các ngư trường giàu tiềm năng và vùng nước biển sâu, tạo điều kiện phát triển ngành đánh bắt hải sản và phát triển hệ thống cảng biển. Theo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, việc thành lập thành phố Phú Quốc trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số sẽ có hiệu lực thi hành vào năm 2021. Phú Quốc là huyện đảo nằm ở phía tây nam thuộc tỉnh Kiên Giang, cách thành phố Hà Tiên 45 km về phía tây, cách thành phố Rạch Giá 120 km về phía đông. Theo đề án, thành phố Phú Quốc được thành lập trên cơ sở nguyên trạng 58927 km², diện tích tự nhiên và quy mô dân số là 179.480 người, có 9 đơn vị hành chính cấp xã, cụ thể, 2 phường là Dương Đông, An Thới và 7 xã, Hàm Ninh, Dương Tơ, Gành Dầu, Bãi Thơm, Cửa Dương, Cửa Cạn, Thổ Châu xã Hòn Thơm được sáp nhập vào An Thới. Phú Quốc được bao phủ bởi bờ biển dài với nhiều bãi biển đẹp nổi tiếng và còn nguyên sơ. Vùng biển Phú Quốc có các ngư trường giàu tiềm năng và vùng nước biển sâu tạo điều kiện phát triển ngành đánh bắt hải sản và phát triển hệ thống cảng biển. Kinh tế của Phú Quốc luôn đạt tốc độ tăng trưởng cao và duy trì ổn định. 5 năm vừa qua, Phú Quốc đã hoàn thành 12 chương trình, dự án trọng điểm, nghị quyết chuyên đề. Trong đó, thương mại, dịch vụ ở huyện đảo tăng trưởng cao, gấp 2,37 lần so với đầu nhiệm kỳ. Kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội có chuyển biến rõ nét, nhất là hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng phục vụ du lịch ngày càng hoàn thiện, hệ thống cảng biển, cảng hàng không đủ tiêu chuẩn quốc tế đã tạo điều kiện kết nối giao thương trong nước và thế giới, tạo diện mạo mới cho đảo Phú Quốc. Năm 2019, Phú Quốc đón hơn 3 triệu lượt khách du lịch trong và ngoài nước. Cùng với phát triển kinh tế, hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư với quy mô lớn, hiện đại, đồng bộ, từng bước hình thành không gian đô thị trên địa bàn. Thị trấn Dương Đông và thị trấn An Thới đã được đánh giá đạt 12 trên 12 tiêu chuẩn trình độ phát triển hạ tầng để thành lập phường thuộc thành phố Phú Quốc. Năm 2019, Phú Quốc đón hơn 3 triệu lượt khách du lịch trong và ngoài nước. Cùng với phát triển kinh tế, hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư với quy mô lớn, hiện đại, đồng bộ, từng bước hình thành không gian đô thị trên địa bàn. Thị trấn Dương Đông và thị trấn An Thới đã được đánh giá đạt 12 trên 12 tiêu chuẩn trình độ phát triển hạ tầng để thành lập phường thuộc thành phố Phú Quốc.
Trong nhiệm kỳ qua, Phú Quốc phát triển khá toàn diện, trong đó nổi bật là trên lĩnh vực kinh tế. Tổng vốn đầu tư trên toàn xã hội đạt 141.652 tỷ, vượt 57,39% so với nghị quyết. Trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng bình quân 18,88% năm. Trong nhiệm kỳ qua, Phú Quốc phát triển khá toàn diện, trong đó nổi bật là trên lĩnh vực kinh tế. Tổng vốn đầu tư trên toàn xã hội đạt 141.652 tỷ đồng, vượt 57,39% so với nghị quyết. Trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng bình quân 18,88% năm. Thu ngân sách giai đoạn 2015-2020 được 20.639 tỷ đồng, tăng gấp 2,22 lần so với đầu nhiệm kỳ. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện tốt hơn, thu hút hơn 140.000 tỷ vốn đầu tư toàn xã hội, nhất là thu hút được các tập đoàn kinh tế lớn đầu tư vào Phú Quốc. Nhiều công trình dự án mang tầm cỡ khu vực và quốc tế được triển khai xây dựng và đưa vào hoạt động, góp phần tích cực thúc đẩy kinh tế của Phú Quốc phát triển nhanh hơn. Hiện tại, Phú Quốc là huyện có số dự án đầu tư lớn nhất, chiếm 41,2% dự án của cả tỉnh với 321 dự án đầu tư. Tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 340.000 tỷ đồng, chiếm 72,4% về số vốn của cả tỉnh. Đầu tư cho Phú Quốc không chỉ vì Phú Quốc mà còn là đầu tư cho sự phát triển bền vững cho cả tỉnh Kiên Giang và hơn thế nữa. Bí thư tỉnh ủy Kiên Giang Đỗ Thanh Bình chia sẻ quan điểm. Ông Bình cho biết, việc đầu tư phát triển Phú Quốc được xác định là một trong ba khâu đột phá kinh tế của tỉnh. Trước mắt, tập trung xây dựng và phát triển Phú Quốc thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái biển mang tầm quốc tế. Với lĩnh vực bất động sản, nhà đầu tư hân hoan khi Phú Quốc chính thức lên thành phố. Lực đẩy cho thị trường Phú Quốc. Mấy tháng nay, nhà đầu tư Phú Quốc đã thấp thỏm chờ đợi thời điểm lịch sử khi Phú Quốc chính thức được công nhận là thành phố. Ở vị thế mới, Phú Quốc sẽ chính danh đứng ngang hàng với các thành phố du lịch của khu vực Đông Nam Á thay vì nằm trong chiếc áo hẹp, điểm đến du lịch như trước đây. Dự kiến sức hút từ thành phố trẻ sẽ thu hút khoảng 18 vạn người dân di cư từ đất liền ra đảo, con số dự kiến đến 2030. Trong đó sẽ có một lượng lớn những công dân trẻ, năng động cùng số lượng nhân sự chất lượng cao, chuyên gia nước ngoài làm việc tại Phú Quốc. Con số này dự kiến sẽ tăng cao do Phú Quốc đang là một trong những địa phương được áp dụng miễn thị thực cho người nước ngoài với thời hạn tạm trú lên tới 30 ngày, và cấp thẻ tạm trú đến 10 năm thay vì chỉ có thời hạn 5 năm như trước đây, cho những nhà đầu tư ngoại có vốn góp giá trị từ 100 tỷ đồng trở lên. Lý giải việc bất động sản đô thị Phú Quốc bất ngờ tăng sức hút, nhiều chuyên cho rằng, trong gần 5 năm qua, các nguồn vốn đầu tư đều rót vào bất động sản nghỉ dưỡng mà bỏ quên, bất động sản đô thị. Trước việc huyện đảo chuẩn bị lên thành phố, dòng sản phẩm này càng trở nên khan hiếm. Theo thống kê, toàn đảo có tới 25 dự án đô thị đăng ký đầu tư nhưng hiện mới có 3 dự án đô thị cao cấp đã và đang triển khai xây dựng. Cơn sốt đất trong quá khứ qua đi khiến cho giao dịch đất ở Phú Quốc chững lại. Tuy nhiên, khi Phú Quốc lên thành phố sẽ tạo ra những cú hích mới cho thị trường bất động sản nơi đảo ngọc này, kích thích sự phục hồi thị trường bất động sản Phú Quốc nhanh hơn. Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa thông qua việc thành lập thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Theo đó, thành phố Phú Quốc được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số 179.480 người của huyện Phú Quốc hiện nay. Sự kiện này đánh dấu một bước phát triển mới, mở ra nhiều kỳ vọng cho đảo ngọc. Đây cũng được coi là những thông tin giới đầu tư nhà đất đặc biệt quan tâm. Theo đánh giá của giới chuyên gia, thành phố Phú Quốc chắc chắn sẽ mang tới những lợi ích tích cực và tạo thêm niềm tin, kích thích sự phục hồi của thị trường bất động sản Phú Quốc một cách nhanh hơn. Ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam chia sẻ, khi trở thành thành phố, Phú Quốc sẽ có những cơ chế đặc thù, quy hoạch được hoàn thiện hơn, xây dựng đầu tư hạ tầng hiện đại, thu hút đầu tư, tăng giá trị đất của vùng đất này. Thị trường bất động sản Phú Quốc sẽ khởi sắc trở lại theo hướng thực chất và ổn định, lâu dài hơn. Thành phố Phú Quốc sẽ tạo xung lực đủ để kích thích thị trường nhưng sẽ không sôi động, không có chuyện đất tăng giá nhanh và cao như các đợt sốt lần trước, ông Đính nhìn nhận. Được biết, trong những năm qua, tỉnh Kiên Giang đầu tư xây dựng hệ thống nhà hàng, khách sạn khá sang trọng, với hàng ngàn phòng đủ tiện nghi sinh hoạt phục vụ du khách tham quan, du lịch Phú Quốc, đồng thời mời gọi và thu hút nhiều dự án đầu tư phát triển du lịch. Đầu tư hàng chục ngàn tỷ đồng phát triển hệ thống giao thông đường bộ kết nối trung tâm huyện đảo Phú Quốc với các điểm du lịch. Hiện nay, đường biển với tàu cao tốc xuất phát từ thành phố Rạch Giá và thị xã Hà Tiên tần suất 5 chuyến đi và về mỗi ngày, bình quân 150-300 khách trên tàu, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân và du khách ra đảo. Đường hàng không có sân bay quốc tế Phú Quốc tần suất 15-20 chuyến trên ngày nối Phú Quốc với Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Vinh, đưa du khách khắp mọi miền đất nước, khách quốc tế đến với đảo rất tiện lợi. Tỉnh Kiên Giang đang phát triển đưa đảo Phú Quốc thành trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng, giao thương quốc tế lớn, hiện đại, chất lượng cao, tầm cỡ các quốc gia trong khu vực và thế giới. Đầu tư có hiệu quả. Thị trường đất nền Phú Quốc vẫn đang ở biên độ trung bình, không xảy ra tình trạng sốt ảo cũng như những năm trước. Hàng loạt các nhà đầu tư lớn, số
Sun Group, MIKA Group, BIM Group hay Vin Group đang đầu tư rất mạnh về mảng bất động sản nghỉ dưỡng. Theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, từ quý 3 năm 2020, sau khi chính phủ và tỉnh Kiên Giang thống nhất chủ trương nâng Phú Quốc thành thành phố đã và đang tạo sự quan tâm mạnh trở lại của các nhà đầu tư. Hiện tại có May Homes Capital Phú Quốc chuẩn bị tiếp tục ra sản phẩm mới với khoảng 1.400 shop house, liền kề, biệt thự. Bất động sản đô thị nhanh chóng trở thành tiêu điểm thu hút đầu tư vì được cấp sổ đỏ sở hữu lâu dài. Các giao dịch đất nền đô thị có pháp lý rõ ràng được ưu tiên lựa chọn từ nhà đầu tư. Theo tiết lộ của Môi giới, vị trí đất Phú Quốc đắt giá nhất là ở các khu đường chính. Giá đất nền Phú Quốc rơi vào khoảng từ 100 triệu tới 400 triệu đồng một mét vuông. Giá sẽ thấp hơn ở các khu đường phụ, giá rơi vào từ 20 triệu tới 50 triệu đồng một mét vuông. Chia sẻ thêm về xu hướng đầu tư tại Phú Quốc thời gian tới, Phó Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Nguyễn Văn Đính cho rằng, các nhà đầu tư cần hết sức thận trọng, không nên ăn theo những dự án ảo, không phù hợp quy định của pháp luật, tiềm ẩn những rủi ro. Nếu có nhu cầu đầu tư vào Phú Quốc, nhà đầu tư nên đầu tư vào những dự án pháp lý rõ ràng, ông Đính nói. Thêm nữa, ông Đính cho rằng, nhà đầu tư cần cảnh giác với hiện tượng tăng giá trị một cách đột biến, không có căn cứ, theo hình đứng. Cảm ơn mọi người đã xem video, chúc mọi người có niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống, có mùa Noel an lành nhé! Town to town.